Cảm ơn quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Bình luận Ngô Nhân Dụng tuần này do Thu Hà và bác Ngô Nhân Dụng phụ trách. Chúng tôi nói về đề tài đó là Hiệp định Geneva, và sắp tới đây ngày 20 tháng 7 sẽ là kỷ niệm 50 năm ngày Hiệp định Geneva được ký. Dạ thưa bác, hồi nãy chúng ta nói tới những cái hậu quả của Hiệp định Geneva như thế nào. Thì thưa bác, liệu những cái hậu quả này có tránh được hay không á? Dạ thưa, như ta thấy là Việt Nam chia làm đôi thì sẽ tiến tới một cái hậu quả là có chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Dạ. Thì cái chuyện đó đã xảy ra ở Hàn Quốc. Hàn Quốc bị chia đôi và cuối cùng thì quân Bắc Hàn đã tấn công Nam Hàn. Thì cái chuyện đó xảy ra giống hệt như ở Việt Nam. Cái lúc mà ký Hiệp định Geneva thì nói chung là dân Việt Nam đều đau khổ. Người ta nghe tin là có thể chia đôi nước Việt Nam đó, là người ta đã lo là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh gọi là huynh đệ tương tàn. Bởi vì cái gương trước mắt là Hàn Quốc đã xảy ra rồi, chia làm hai, phía Bắc là Cộng sản, phía Nam là tự do. Thì cuối cùng đó là Cộng sản thế nào cũng tấn công để mà âm mưu chiếm lấy cái miền Nam. Thì ở Bắc Hàn đó, cái người lãnh tụ Bắc Hàn đã quyết định đánh Nam Hàn sau khi đã được Stalin, ông trùm Cộng sản nước Nga, yêu cầu. Và cái mưu của ông Stalin không phải là để Bắc Hàn chiếm được Nam Hàn, cộng sản hóa miền Nam của Hàn Quốc. Mà cái điều đầu tiên ông ấy nghĩ đấy là nếu Cộng sản Bắc Hàn đánh Nam Hàn thì Mỹ sẽ phải cứu. Mà lúc đó quân đội Mỹ đóng ở Nhật, tức là chỉ cách Hàn Quốc có độ mấy trăm cây số. Thì thế nào Mỹ cũng vào đó chống lại Bắc Hàn và Bắc Hàn sẽ thua. Và khi Bắc Hàn thua đó thì sẽ đe dọa Trung Cộng đầu tiên. Là bởi vì Trung Cộng với Bắc Hàn là có một cái biên giới ở cái sông gọi là sông Áp Lục. Thì cái mưu của Stalin là tìm cách để cho Mỹ kéo quân vào Nam Hàn và đe dọa Trung Cộng. Và Stalin cũng tính trước là Trung Cộng sẽ phải đổ quân vô, và quả nhiên sau đó Trung Cộng đổ 1 triệu quân vô để cứu Bắc Hàn và giết biết bao nhiêu người lính Trung Cộng. Thì cái âm mưu của Stalin đã thành. Thì khi mà người Việt Nam thấy nước Việt Nam cũng chia đôi đó thì ai cũng đau khổ. Thời đó có một ông gọi là huynh trưởng hướng đạo là Nguyễn Thành Minh. Ông ấy đang sống ở Geneva. Và khi người ta họp Hiệp định Geneva thì ông ấy cắm một cái lều ở bên cái hồ gọi là hồ Le Man ở Geneva đó. Ông ấy thổi sáo và ông ấy yêu cầu là đừng có chia đôi nước Việt Nam. Ông ấy đưa ra những khẩu hiệu như vậy. Nhưng mà cuối cùng đó, thì Hồ Chí Minh đã theo lệnh của Chu Ân Lai là đồng ý chia đôi nước Việt Nam. Thì có cách nào mà để tránh không xảy ra chiến tranh sau khi nước Việt Nam bị chia đôi hay không? Thì thực ra có thể có. Nếu mà hai miền Nam Bắc đồng ý chấp nhận là mình sống trong tình trạng chia đôi đó, ở cái chuyện mà thống nhất nước Việt Nam sẽ để cho tương lai quyết định. Bởi vì nước Việt Nam đã từng chia đôi rất nhiều lần. Cái thời nhà Lê, nhà Mạc là nước Việt Nam chia đôi thế kỷ thứ 16. Rồi sau đó, thời Trịnh Nguyễn phân tranh thì là miền Bắc là chúa Trịnh, miền Nam là chúa Nguyễn. Hai bên cũng đánh nhau mà kéo dài 200 năm. Thì nước Việt Nam đã từng chia đôi rồi. Nhưng mà cuối cùng thì dân tộc Việt Nam vẫn thống nhất lại đất nước. Thì đối với người dân Việt Nam thì nghĩ rằng có thể tạm chia đôi để sẽ có ngày thống nhất. Nhưng mà đối với chính quyền Hà Nội đó, đối với ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản thì họ nghĩ rằng cái lý tưởng của cái cuộc đời của họ đó là làm sao cộng sản hóa cả thế giới. Tức là cả thế giới loài người này đó sẽ thành cộng sản hết. Họ tin tưởng là chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa số 1 tốt nhất. Và họ nghĩ rằng nếu mà mình biến tất cả các nước thành cộng sản đó, thì loài người sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Thì cái chuyện đó là cái ảo tưởng của họ, nhưng mà họ suy nghĩ như vậy. Hồ Chí Minh tin tưởng vào cái chủ nghĩa cộng sản, cho là nó là một cái sự giải phóng cho toàn thể nhân loại. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hồ Chí Minh cũng có cái tham vọng là không muốn làm chủ tịch một cái nửa nước Việt Nam, và muốn đứng đầu cả cái nước Việt Nam thôi. Thành ra là cuối cùng là người ta không tránh được cái cuộc nội chiến. Thứ nhất là bởi vì rằng cái chủ nghĩa cộng sản nó không chấp nhận là cạnh tranh về kinh tế với các nước khác. Nó phải dùng bạo lực, phải dùng quân đội để mà chiếm các nước khác, để cộng sản hóa các nước khác. Và bên cạnh đó là cái tham vọng của những người như là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, nghĩ rằng nếu mà họ cai trị được tất cả nước Việt Nam thì tốt hơn là chỉ có nhận có một nửa nước Việt Nam. Thì đó là cái lý do mà cái cuộc chiến tranh đã không tránh được. Dạ vâng. Thưa bác, tại sao nước Việt Nam, khi mà bác nói tại Việt Nam không tránh được hậu quả tang thương đó, thì nó có liên quan như thế nào thưa bác? Dạ, có thể nói rằng mình gặp cái số phận, cái nước Việt Nam mình, cái dân Việt Nam mình gặp cái số phận không may, là bởi vì rằng cái Đảng Cộng sản mà lập ra ở Việt Nam, nó lợi dụng được cái tinh thần yêu nước của dân Việt. Bởi vì cái lúc mà quân Pháp trở lại Việt Nam thì tất cả dân Việt Nam từ Nam chí Bắc là chống Pháp. Mà vì tinh thần chống Pháp đó cho nên người Việt Nam đã chấp nhận là đi theo ông Hồ Chí Minh để đánh nhau với Pháp. Và khi Pháp ủng hộ ông Bảo Đại để lập ra một cái chính quyền gọi là chính quyền quốc gia, thì lúc đó người ta mới tìm thấy cái chỗ để mà dựa vào, để mà lập ra một cái lực lượng chống lại Việt Minh. Thế nhưng mà khi Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn cho thấy rõ ràng là họ muốn thực hiện chủ nghĩa cộng sản, coi cái đó là cái điều quan trọng nhất, và bằng cớ là họ đã tổ chức những cái vụ đấu tố theo đúng cái kiểu mẫu của Trung Cộng, các cố vấn Trung Cộng bảo họ làm gì thì họ làm cái đó. Thì lúc đó những cái người Việt Nam mà không theo Cộng sản mới nhất quyết là vào miền Nam để mà chống lại cái chủ nghĩa Cộng sản. Thì ông Ngô Đình Diệm là cái người làm Thủ tướng Việt Nam trong cái thời đó. Sau đó ông ấy đã lật đổ ông vua Bảo Đại và ông ấy xưng làm Tổng thống. Thì ông ấy có thể tìm cách để giúp cho miền Nam mạnh hơn. Và nếu miền Nam mạnh hơn thì Cộng sản miền Bắc sẽ khó khăn mà đánh được miền Nam. Và cái điều mà không may đấy là ông Ngô Đình Diệm không phải là một cái người đủ khả năng của một cái người gọi là chính khách thời đại mới. Bởi vì cai trị một cái nước Việt Nam năm 1954 đó, cũng như là tất cả những cái quốc gia khác cùng tình trạng chậm tiến như vậy đó, thì đòi hỏi phải có một cái người cai trị mà thấy được những cái vấn đề của một cái quốc gia đang mở mang. Và thực sự là ông Ngô Đình Diệm, bản chất ông ấy là một ông quan. Ông ấy là một ông quan rất là thanh liêm, một người con người rất tốt, tính tình tử tế, không phải là một cái người xấu. Thế nhưng mà không có cái nhìn về chính trị, kinh tế của cái thời đại mới, là cái thời đại mà người dân đòi hỏi phải có cái tiếng nói của họ. Người dân ở khắp các nước đang mở mang đó phải lên tiếng và bảo vệ cái quyền tự do của họ. Thì ông Ngô Đình Diệm gần như là ông không nhìn thấy cái đó. Và ông ấy đã tổ chức một cái chính quyền chỉ cốt làm sao để bảo vệ cái quyền hành của ông ấy thôi. Thành ra là cái miền Nam nó không có cái cơ hội để tiến lên như là các nước khác. Thành cái cuộc chiến tranh xảy ra là bởi vì miền Bắc nó đã nhìn thấy là
ông Ngô Đình Diệm không được dân ủng hộ, và nó nhân cơ hội đó nó đã lập ra cái mặt trận giải phóng miền Nam để mà tìm cách lật đổ cái chính phủ từ thời ông Ngô Đình Diệm cho đến thời các chính phủ sau này. Dạ vâng. Thì cái câu hỏi chót là có cách nào tránh được miền Nam thua trận hay không thưa bác? Nếu mà miền Nam từ cái thời 1954 đó, phát triển kinh tế mạnh hơn, và lúc đó nước Mỹ sẵn sàng giúp đỡ viện trợ cho chính phủ ở miền Nam, nếu mà cái số tiền viện trợ đó được sử dụng đúng hơn thì cái nền kinh tế ở miền Nam sẽ gia tăng lên. Và cái điều mà người ta cần thiết nhất là phát triển kinh tế. Miền Nam có đủ những cái yếu tố để phát triển kinh tế rất mạnh. Thì nông nghiệp đã mạnh rồi. Và nếu mà cái chính quyền miền Nam từ thời ông Tổng thống Diệm mà tìm cách để mà nâng cao cái công nghiệp, nâng cao cái thương mại để cho cái miền Nam mạnh lên đó, thì cái người dân miền Nam sẽ giàu hơn. Và khi đó chính người dân sẽ tìm cách bảo vệ cái tài sản của họ, và họ sẽ không chấp nhận một cái chủ nghĩa cộng sản mà tập thể hóa tất cả, chất hữu tất cả những cái tài sản tư nhân. Thì có thể nếu mà ông chính phủ Ngô Đình Diệm biết vận dụng cái sự phát triển kinh tế và tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu là muốn bảo vệ cái đời sống tự do và tài sản của mình thì phải nhất quyết chống lại cái cuộc xâm lăng của miền Bắc, thì cái chuyện mà cái kết thúc cuộc chiến tranh đó nó sẽ không giống như là chúng ta đã thấy. Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi cũng vừa hết giờ rồi, thưa mời bác. Dạ, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trên phát hình kỳ tới. Xin chào.